Dự kiến là vào ngày 27 tháng 6 tới, cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump sẽ diễn ra ở thành phố Atlanta của bang Georgia. Và theo kết quả thăm dò trên toàn quốc của Fox News, ông Joe Biden đang dẫn trước ông Donald Trump 2%. Và đây là lần đầu tiên ông Biden dẫn trước đối thủ tính từ tháng 10 năm ngoái trong các cuộc thăm dò dư luận. Theo kết quả cuộc thăm dò của kênh truyền hình Fox News hôm 19 tháng 6, 50% số người được hỏi cho biết sẽ bỏ phiếu cho Tổng thống Biden vào tháng 11 tới, trong khi 48% ủng hộ ông Trump. Như vậy, tỷ lệ ủng hộ ông Biden đã tăng 3 điểm phần trăm so với cuộc thăm dò do Fox News thực hiện vào tháng trước. Lúc đó, ông Trump dẫn trước 1 điểm phần trăm. Kết quả cuộc thăm dò mới có thể cho thấy tác động từ bản án vào đầu tháng này đối với ông Trump, khi các cuộc thăm dò trên diện rộng từ thời điểm đó cho thấy ông Biden đang bám đuổi sít sao hơn, đôi lúc còn vượt qua vị cựu tổng thống này. Trong số các cử tri độc lập, một trong những nhóm nhân khẩu học quan trọng nhất trong cuộc bầu cử, ông Biden dẫn trước ông Trump 9 điểm phần trăm, tức là thay đổi 11 điểm phần trăm so với tháng 5, khi tỷ lệ cử tri độc lập ủng hộ ông Trump hơn ông Biden 2 điểm phần trăm. Với cử tri nữ và người cao tuổi, Tổng thống Biden giành được thiện cảm, phần nào giúp ông thêm vững vàng trong cuộc đua với ông Trump, mặc dù các ứng cử viên trẻ tuổi và người Mỹ gốc Phi bớt ủng hộ ông Biden nhiều so với năm 2020.